Xin cộng đoàn đáp và cùng thầy. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: người ta nói con người là ai? Các ông thưa: kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, người khác lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ. Đức Giêsu hỏi lại: còn anh em nói thầy là ai? Ông Simon Phêrô thưa: thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đức Giêsu nói với ông: này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy đấng ngự trên trời. Còn thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy. Dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha và cộng đoàn, anh chị em rất thân mến, mọi người chúng ta có ý thức rằng mỗi người chúng ta là một thế giới với những tính khí khác nhau, nhưng nếu chúng ta liên kết với nhau, đặc biệt nếu chúng ta tràn đầy lòng yêu mến Chúa, thì Thiên Chúa có thể dùng chúng ta để mà xây dựng giáo hội, để mà mang lại ích lợi cho anh chị em chúng ta không? Hay nói một cách khác, mỗi người chúng ta được Chúa ban cho những cái ân huệ, những cái nén bạc khác nhau, mà mỗi người chúng ta được mời gọi phải phát triển cho một hết sức, một cách tối đa để phục vụ giáo hội, phục vụ anh chị em của mình. Hay nói một cách khác hơn nữa, chúng ta chỉ có thể biết Chúa, chúng ta có thể xây dựng giáo hội của Chúa, chúng ta có thể theo Chúa đến cùng nếu chúng ta yêu mến Chúa, nếu chúng ta hết lòng tín thác vào Chúa, cho dù chúng ta vẫn còn những yếu đuối, những tội lỗi. Trong ngày lễ trọng kính hai Thánh Phêrô và Phaolô, mời gọi chúng ta nhìn ngắm Thánh Phêrô và Phaolô, chúng ta thấy hai nhân vật có những cái điểm giống nhau và có những điểm khác nhau. Trước hết, chúng ta được mời gọi nhìn ngắm Thánh Phêrô, chúng ta biết Ngài là một người dân trải lưới suốt ngày với biển cả, sóng gió này kia. Kiến thức thì chẳng bao nhiêu, vì suốt ngày ở trên biển lên lên với gió, với biển, làm gì mà kiến thức cao được. Chắc có lẽ thân xác này vạn vỡ, tiếng nói ngài to, ngài là một người có lòng nhiệt thành, nhưng mà bộc trực, là một người dân trài thì không có kiến thức. Còn Thánh Phaolô là một người Do Thái chính tông, được ăn học tử tế đàng hoàng và được một thầy rất là thông thạo về luật, về kinh thánh dạy ngài. Cho nên ngài lớn lên không phải với gió, với sóng, mà với kiến thức, với sách vở. Ngài là một kho sách, một người tư tưởng di động. Và chúng ta thấy nơi Thánh Phêrô và Thánh Phaolô là có một cái điểm khác nhau. Và chúng ta thấy Thánh Phaolô được Chúa gọi và đã được ngài đổi tên từ ông Simon thành ông Phêrô. Và chúng ta thấy Phaolô trước đó ngài là tên là Saulô,
và vì một cái sự hiểu lầm nào đó, Ngài hăng say đi bắt bớ các tín hữu tin theo Chúa Kitô để về nộp cho quan. Chúng ta thấy đọc sách Tông đồ cũng chúng ta thấy có một lần người Sao-lô đó đứng để mà giữ quần áo cho những người mà bắt bớ những người khác, và sau này chính Sao-lô cũng đi để những nơi nào nghe nói có người Kitô hữu thì ông đi để mà bắt về cho quan, để mà tống giam giao cho quan này kia. Và chúng ta thấy trong cái hành trình đi Đa-mát thì biến cố ngã ngửa đã đến với Sao-lô, và Sao-lô đã mắt không thấy mù, và ông ta đã được nghe tiếng nói Sao-lô, Sao-lô, sao ngươi lại bắt bớ ta. Ông ta nghe tiếng nói nhưng mà không thấy có người, và tiếng nói đã nói cho ông biết ngươi đã bắt bớ ta. Và sau đó Sao-lô đã được gặp người của Chúa, và ông ta đã có một thời gian tĩnh tâm để, và ông ta đã thay đổi, biến đổi, và ông được gọi tên là Phao-lô, và thành một người năng đổ, nhiệt thành rao giảng lời Chúa. Nhìn lại Thánh Phê-rô, chúng ta thấy Ngài là một người dân trài vạn vỡ, cho nên Ngài rất là nhanh nhẹn, rất là nhạy bén. Khi mà Chúa nói, khi mà sau một thời gian Chúa rao giảng tin mừng, chúng nghe ngóng xem là dân chúng nói Ngài thế nào. Và trong bài tin mừng anh chị em thấy dân chúng nhóm thì nói Ngài là Elia, nhóm thì nói là Gioan Tệ Giả, nhóm khác thì lại nói Ngài là một tiên tri nào đó. Mỗi nhóm đều nghe Chúa giảng, nhưng mà mỗi nhóm lại nói Chúa một kiểu khác nhau. Thế nên ở đây chúng ta cũng rút ra một cái điều rằng chúng ta đừng có quá tin vào cái dư luận, cái tiếng nói của quần chúng. Có thể đúng, có thể sai. Chúng ta được mời gọi như một cái miếng mút, chúng ta phải hút hết, nghe ngóng tất cả các dư luận mà chúng ta phải đánh giá. Chúng ta thấy có nhiều người là mất ăn, mất ngủ vì dư luận. Mình làm này thấy người ta nói cái là mình sợ, mình rụt lại. Mình đi thăm viếng người ta, thấy người khác bảo ô cái con này, cái bà này mà thăm viếng cái gì, nó là cái gì đâu. Cái mình nghe như vậy cái là mình vội vàng, mình không có đi thăm viếng, mình không làm việc tông đồ nữa. Như vậy là chúng ta sống vì dư luận, chúng ta không coi thường dư luận, nhưng chúng ta đừng quá vì dư luận. Có những người mất ăn mất ngủ vì dư luận, và như trong bài tin mừng chúng thấy dư luận thì mỗi một người nói một kiểu khác nhau. Và nhưng mà Chúa muốn các môn đệ là những người thân thiện, người sống chết với Ngài, được Ngài đào luyện nói người thế nào. Và Chúa nói phần anh em nói thầy là ai, thì chúng ta thấy các môn đệ cũng ẩn tò te chẳng biết Chúa là ai ấy. Nhưng mà may ông Phêrô ông nhanh nhậu trước, nói thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hàng sống. Và Chúa Giêsu đã khen Phêrô, Phêrô gọi ngài đích danh tên là Simon con Jonah, từ đây ngươi sẽ được gọi là đá, và trên tảng đá này ta sẽ xây dựng giáo hội, và quyền lực của Satan không tài nào phá hủy được nền tảng giáo hội. Chúng ta thấy Thánh Phao-lô rất là nhanh nhẩu, nên Ngài được Chúa Giêsu đặt làm trưởng các tông đồ. Và chúng ta thấy khi bước vào cuộc chiều nàng, Chúa nói tối hôm nay tất cả anh em sẽ bị vấp phạm vì thầy. Nhưng mà Thánh Phao-lô nói dù có ai vấp phạm đến thầy, nhưng mà con sẽ không vấp phạm đến thầy. Và Chúa nói nội đêm nay trước khi gà gáy, con sẽ chối ta 3 lần. Và chúng ta thấy khi trong vườn Gethsemane quân dự tới bắt Chúa Giêsu thì các tông đồ bỏ chạy tán loạn. Ông Phêrô thì hăng hái mà tiêu rút dao chém đứa đầy tớ đứt tay, mà rồi ông ta cũng bỏ chạy theo Chúa đằng xa xa xa. Và khi vào trong dinh thượng tế Caipha, trước mặt một đứa gái thôi mà ông ta đã hốt hoảng, đã sợ hãi chối Chúa đến 3 lần. Tôi không biết ông Giêsu là ai, tôi không thuộc về nhóm ông Giêsu, tôi không biết Giêsu là ai. Và Chúa Giêsu đã đưa mắt nhìn, và Phêrô đã nhận ra ý của Chúa. Cái nhìn của Chúa đã làm cho Phêrô khóc lóc sức mướt, và người ta nói ông Phêrô ông khóc đến độ mà cái nước mắt nó chảy mòn cả má của ông luôn. Và sau khi sống lại, Chúa hiện ra với Phêrô, Chúa nói Simon con Jonah, con có yêu mến thầy không? Và lần này ông Phêrô nói
thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Và Chúa nói, hãy tranh giác các chim mẹ. Rồi Chúa nói, Simon, con Jonah, con có yêu mến Thầy không? Và ông nói, thưa Thầy, Thầy biết mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy. Và Chúa hỏi tôi lần thứ ba. Và ông, mọi lần trước kia ông Phêrô chưa chối Chúa thì ông rất là xác tín, ông rất là quả quyết. Nhưng mà lần này thì ông không dám quả quyết vì ông biết ông yếu đuối. Ông đã từng công bố rằng theo Chúa, sống chết với Chúa, mà ông lại chối Chúa một trước mặt đứa tớ gái. Chứ lần này ông không có dám mạnh dạn nữa. Nhưng mà tín thác vào Chúa, lại Chúa biết hết mọi sự, Chúa biết con yêu mến Chúa. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu không có trách Phêrô, Ngài vẫn dùng Phêrô. Và Ngài biết Phêrô yếu đuối, nhưng mà Ngài tin Phêrô vì ông đã tuyên xưng lòng yêu mến với Chúa ba lần, đối lại với ba lần ông chối Chúa. Và Chúa nhìn thấy cái lòng yêu mến đó, cái lòng yêu mến đó là đủ để Chúa cắt đặt ông làm trưởng các tông đồ, là nền tảng, là cột trụ của giáo hội. Cũng vậy, chúng ta thấy Thánh Phaolô là một người bắt bớ đạo của Chúa. Thế nhưng sau biến cố té ngựa, Thánh Phaolô đã thay đổi 360 độ, từ một người hăng say bắt đạo của Chúa thành một người đầy xác tín. Ngài đã nói rằng, đối với tôi sống là Đức Kitô, và không có gì sẽ tách tôi ra khỏi tình yêu của Chúa. Dù gian truân, dù bắt bớ, dù đánh đập, dù gươm đao này kia, không gì tách tôi ra khỏi tình yêu Đức Kitô. Và đối với tôi sống là Đức Kitô, và tôi coi mọi sự phú quý trên trần gian này đối với tôi chỉ như là phân bón, và không gì bằng đối với tôi là Đức Kitô đóng đinh trên thập giá. Và Ngài đã nói, đối với tôi vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Chúng ta thấy một người trước đây bắt bớ Chúa, mà bây giờ một người phát biểu tuyên xưng Chúa một cách đầy xác tín, cho chúng ta thấy Thánh Phaolô cũng đầy lòng yêu mến Chúa. Và chúng ta biết khi Thánh Phêrô sau khi mà đã tĩnh tâm một thời gian và quay về với nhập vào nhóm các môn đệ, thì các môn đệ sợ lắm, ôi ông này không biết, không tin Thánh Phêrô đâu, tại vì biết ông Phaolô này trước đây là người chuyên nghề đi bắt các tín hữu, mà bây giờ quay trở lại. Nhưng mà sau khi Thánh Phaolô tuyên tín và nhờ Thánh Marco bảo đảm, các tông đồ đã đón nhận Thánh Phêrô vào tông đồ đoàn. Và chúng ta thấy Thánh Phaolô là một người hăng say rao giảng tin mừng. Trước tiên Ngài rao giảng cho những người Do Thái, nhưng mà người Do Thái không chịu nghe Ngài. Ngài quay sang, Ngài rao giảng cho những người dân ngoại, và là một tông đồ nhiệt tình, hăng say. Cho nên chúng ta không thể nào mà diễn tả được cái tấm lòng hăng say yêu mến của Thánh Phaolô. Trước đây Ngài bắt bớ Chúa làm sao, thì bây giờ Ngài hăng say, Ngài yêu mến Chúa nhiều, chúng ta không thể nào nói hết được. Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, hai người tính khí khác nhau, hai người hai đường lối khác nhau, hai người xuất xứ, gia đình, môi trường khác nhau, nhưng các ngài đều hội tụ, đều gặp nhau nơi cái lòng yêu mến Chúa, nơi cái tình yêu sống chết với Chúa. Và các ngài đã trung thành với Chúa đến giây phút cuối cùng. Thánh Phêrô đã chịu tử đạo, nhưng mà Ngài đã thấy mình ba lần chối Chúa, nên bảo giờ Ngài không có xứng đáng mà bị treo trên thập giá như thầy của mình. Ngài xin Lý Hình Hải treo Ngài ngược lại, đầu xuống đất, chân lên trời. Và Thánh Phaolô cũng hăng say rao giảng tin mừng, và Ngài đã lãnh triều thiên tử đạo, bị chém đầu. Hai người hai đường lối khác nhau, nhưng đều đồng quy với nhau nơi có lòng yêu mến Chúa, sống chết với Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Và cái điều đó mời gọi mỗi người chúng ta, mỗi người chúng ta là một thế giới, tôi tính này, người tính khác, mỗi người tính khí khác nhau. Nhưng nếu chúng ta biết cộng tác với nhau, nhưng nếu chúng ta đầy lòng yêu mến Chúa, thì Chúa có thể dùng chúng ta đến khí cụ hữu hiệu để mà xây dựng giáo hội của Chúa, làm ích lợi cho anh chị em của mình như Thánh Phêrô và Thánh Phaolô. Hôm nay chúng ta cũng hướng tới nhiều đến những người mang tên thánh là Phêrô. Ở đây có cha của Lý Thành, đặc biệt hơn nữa có Đức Cha. Và trong thời hôm nay chúng ta
nhấn mạnh quy chiếu nhiều đến hội đồng mục vụ là những người nhận thánh Phêrô là thánh Phaolô. Chúng ta được mời gọi bắt chước thánh Phêrô và Phaolô. Mỗi người anh chị em được Chúa ban cho những cái hồng ân, những cái khả năng khác nhau. Có người thổi kèn hay, nhưng mà có người hát hay, có người làm mộc giỏi, nhưng mà có người sửa xe giỏi. Mỗi người Chúa đều ban cho chúng ta những cái khả năng khác nhau. Chúng ta được mời gọi hãy phát triển, hãy hết với hết sức của mình. Chúng ta nhớ gần đây giáo hội đã phong phát triển phong trên phước cho một em Carlo Atikut người Ý. Cái em này nên thánh là suốt ngày ngồi trên vi tính thôi mà nên thánh. Mà chúng ta thấy rất nhiều bạn trẻ bị sa đọa dính vào tội lỗi này kia vì cái internet. Mà đây cái em này Carlo Atikut này nên thánh nhờ cái internet. Em dùng internet để sưu tầm những cái phép lạ thánh thể, những cái điều hay đẹp và gửi đến cho rất nhiều người trên thế giới. Chính mẹ của em đã nói mẹ em được đến gần đến với Chúa là nhờ những cái phép lạ thánh thể mà chính Atikut gửi cho người mẹ của mình. Có tài về internet, về vi tính, chúng ta, các bạn trẻ là chúng ta hãy phát triển lên. Thay vì mình dùng vi tính để mình xem game trên TV này, phim này kia, mình hãy làm những điều tốt đẹp, đăng những tin, những hình ảnh, những bài có chất lượng để mà giáo dục, để mà cho người khác, để mà đánh đổ lại những cái tin xấu, những cái tin vịt, những cái tin làm cho người ta xa rời Chúa. Mình lại đăng những hình ảnh, những bài hát, những cái bài suy niệm đẹp để mà lôi kéo người ta đến với Chúa. Mỗi người chúng ta có khả năng, anh chị em trong hội một vụ cũng vậy, chúng ta có khả năng. Chúng ta đừng nói tôi không có tài gì hết, tôi vô duyên, vô kia. Không, mỗi người chúng ta đều có tài, để những quan điểm bạc khác nhau. Và Chúa mời gọi chúng ta phải phát triển và làm sáng danh Chúa. Đặc biệt anh chị em trong hội đồng mục vụ, anh chị em phải sát cánh với cha xứ, với các hội đoàn khác, làm sao xây dựng giáo xứ chúng ta lớn lên, không những về số lượng, mà quan trọng là về chất lượng, về đời sống đạo đức của các hội đoàn. Chúng ta phải liên kết với nhau, chúng ta sẽ cùng với cha xứ, các hội đoàn lên thiên đàng cùng với nhau. Mà nếu chúng ta không liên kết, chúng ta gây chia rẽ này kia, thì chúng ta cũng sẽ cùng nhau xuống hỏa ngục. Chúng ta cùng lên thiên đàng với nhau và chúng ta cũng cùng xuống hỏa ngục với nhau. Không ai trong chúng ta nên thánh một mình, không ai chúng ta là ốc đảo. Tất cả chúng ta là một gia đình, tất cả hội đoàn có liên kết. Và chúng ta được mời gọi phải hài hòa, phải liên kết với nhau, hãy phát triển những ân điển mà Chúa ban ở chúng ta. Đặc biệt nơi đồng mùa vụ, chúng ta được mời gọi hãy nỗ lực. Chúng ta đừng nhìn đến những cái tính hư nét xấu của chúng ta, ai cho chúng ta cũng có, mà Chúa không có chấp. Chúa nhìn cái tốt của chúng ta, cũng như ông Phêrô chứ, chối Chúa chứ, mà Chúa đâu có chấp đâu. Chúa vẫn chọn ông, anh chị em cũng vậy, đầy tính hư nét xấu, đầy người này kia, nhưng mà Chúa không có chấp. Chúa nhìn thấy cái tốt đẹp của chúng ta, mà Chúa mời gọi chúng ta hãy phát triển cái điều đó để mà xây dựng giáo hội, để mà xây dựng cộng đoàn. Cho nên chúng ta ở đây không có nhiều giờ để nói, nhưng mà chúng ta, anh chị em hội đồng mục vụ, hãy nhìn ngắm thánh Phêrô và Phaolô, anh chị em hãy cầu nguyện để xin thánh Phêrô và Phaolô cũng tuôn anh chị em một cái lòng nhiệt thành, một cái lòng yêu mến Chúa. Cho dù thấy mình còn nhiều tính như nét xấu, nhưng mà mình phải có lòng yêu mến Chúa. Và chỉ cần yêu mến Chúa là cái tiêu chuẩn đủ và cần để Chúa dùng chúng ta xây dựng giáo hội, xây dựng giáo xứ, xây dựng cộng đoàn. Đó là cái điều chúng ta phải ghi nhớ và chúng ta tiếp tục cầu nguyện. Xin thánh Phêrô và thánh Phaolô tông đồ cầu cho chúng ta, cho chúng con đặc biệt hội đồng mục vụ. Amen.